Mình xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video chạy cái xe này. Thứ nhất á, là mình sẽ cho các bạn nghe tiếng máy trước, rồi nghe tiếng máy lúc dừng, rồi nghe tiếng máy lúc mình đang chạy, xem là cái tiếng mà nó tằng tằng trước giờ mình hay nói các bạn biết á. Bây giờ đang trễ nè, vắng, mình sẽ các bạn nghe luôn. Ha, mình đã chuẩn bị mic sẵn hết rồi các bạn. Camera hành trình thì buổi tối nó quay chắc không lẽ không được sáng lắm ta. Ha. Mình sẽ cho các bạn nghe tiếng máy rõ ràng nhất có thể lúc đang chạy và lúc đang dừng luôn. Mic nè, mình sẽ mở mic ha. Đó. Bây giờ mình nghe tiếng máy trước ha. Hiện tại thì mình đang xài nhớt là nhớt hãng nha. Odo được là 1.300 mấy rồi. Nhớt hãng. Và Odo tổng của mình á là được 5.000 mấy cây số rồi. Video clip này á, mình làm chủ yếu á, là để cho các bạn có một cái video để tham khảo. Tại vì đã có rất nhiều bạn vẫn tiếp tục gửi cái clip cho mình nghe tiếng máy, tiếng động cơ. Rồi sao mà lúc nó chạy thế này, lúc nó chạy nghe thế kia. Thì mình sẽ có một cái video này để các bạn nghe và các bạn tham khảo cái tiếng động cơ của mình khi nó dừng, rồi khi nó chạy, rồi khi nó đóng máy là sẽ như thế nào, để các bạn tham khảo ha. Các bạn đỡ phải phân vân, bỏ vỡ phải lo lắng. Có rất nhiều bạn vẫn lo lắng cái xe này là nó sẽ bị xoay máy dơn đó. Thì các bạn biết không, chạy một cái xe mà các bạn muốn êm ru đó, thì thực ra là nó khó. Bất kỳ một cái động cơ nào nó phải có tiếng xào, tiếng nấu, tiếng hú, rồi tiếng nó ồn, nói chung là nó phải ồn các bạn, không thể nào mà nó êm ru được, trừ khi là mình chạy xe điện thôi. Cho nên là các bạn khi mà sử dụng xe cũng đừng, tất nhiên là mình phải quan tâm nó,
chăm sóc nó, nhưng cũng đừng có quá chú trọng, quá lắng nghe những cái tiếng máy của nó. Một cái xe mới mua về chạy bắt đầu nó tiếng động cơ nó sẽ có khác đi theo thời gian các bạn, nó phải có khác theo thời gian chứ nó không thể nào mà nó giữ dịu hoài được ha. Sao nó kêu vậy đó, nhưng mà máy rất nhẹ, rất là bốc đó các bạn, rất là phê, vẫn là rất là phê luôn. Mình không muốn chạy tốc độ quá cao, tại vì khu vực này cũng là khu vực đông dân cư đó các bạn, xe ra vào thường xuyên ha. Bây giờ mình sẽ đi dài vào trung tâm thành phố Sóc Trăng luôn. Bây giờ mình mở cái mic lại để cho các bạn nghe tiếng máy nữa nha. Để dùng tắt mic đó ha. Đi để cho mình nói chuyện nghe rõ xíu. Nó phải có ồn ào chứ các bạn, có thể nào mà êm ru được. Mà các bạn rất là thích lắng nghe tiếng động cơ, rồi nó có cái gì đó là bạn phải lo liền. Biết là phải chăm sóc xe, phải lo lắng cho nó, nhưng mình phải lo lắng đúng cách kìa, chứ không phải là lắng nghe rồi phát sinh đủ thứ, lo đủ kiểu. Vừa rồi có bạn hỏi là bây giờ em thích Exciter quá, nhưng mà em nghe trên hội nhóm lỗi nhiều quá anh ơi, bây giờ em có nên mua hay không? Mình thích thì mình cứ mua thôi các bạn, không có gì phải lo hết. Tại vì hiện tại cái xe này mình xài nó đang rất ổn rồi, cũng 5,000 mấy rồi. Mặc dù là nó vẫn có tiếng gè đó, nhưng mà đôi khi đặc trưng của nó vậy rồi sao? Bây giờ mình chạy nó vẫn rất mượt. Cũng như cái video hôm trước mình có nói về vấn đề mà động cơ còn nóng sau 5,000 cây số á, không phải là mình làm được cái video đó để mình tố cáo cái động cơ này. Mình muốn cho các bạn hiểu là bây giờ xe mình 5,000 mấy rồi nó vẫn nóng như vậy, thì các bạn đừng có lo lắng, hiểu không? Đừng có lo lắng, cứ chạy bình thường đi, nó chưa phải là vấn đề gì ghê gớm. Mặc dù là nó nóng, nhưng mà hôm đó thì tại vì chạy chậm. Còn nếu các bạn đi 100 cây số, 200 cây số, các bạn chạy khoảng đều khoảng 60, nó 60 thì đâu có gì đâu. Tại mình nói rồi, mình trở vào xã mình đi dạo đi tàn tèn em tèn á, đi chậm hơn vậy nữa, tức là đi khoảng chừng 30 thôi, đi số 30 tầng đèn thì nó sẽ rất là nóng. Nhưng mà mình thấy nó bình thường, tức là không có gì, không phải gì cũng là nóng nó lo. Mình đang ra tới ngoài đường Phú Lợi nè, sáng hơn, sáng sủa hơn nha. Bữa nay dạo vòng Phú Lợi luôn nha, không biết cái công gành chỉnh nó đủ không nữa. Đây là 8 tháng 3 đó các bạn. Rồi video này chắc là ngày mai mình mới update. 8 tháng 3 luôn á. Đó, có mấy anh giao thông đang trước trước cũng có dân giống dịch nè. Cái này mình nghĩ là chắc là đo nồng độ cồn cũng gì á, tức là mấy anh giao thông đo nồng độ cồn các bạn. Chắc vậy. Hôm qua không có nhưng mà hôm nay là có nó rồi. Mấy hôm trước thì có. Thì
dù cho là Exeter hay là Winner gì cũng vậy, không có chiếc xe nào nó hoàn hảo hết các bạn, nó không hoàn hảo đâu, nó phải có này có kia thì mình sẽ khắc phục, mình đi với nó thôi. Đâu thế nào mà nó hoàn hảo được, nếu mà nó hoàn hảo được cái giá xe nó vài trăm triệu, cho là vài trăm triệu đi nữa nó vẫn không hoàn hảo đâu nha các bạn, vẫn không hoàn hảo đâu. Bữa nay 8 tháng 3 đi mình ra nãy mình có đi rồi, đi với bà xã rồi, làm trò trách nhiệm rồi, bây giờ mới đi làm clip rồi các bạn. Bây giờ này chắc khoảng 9 giờ rồi á, 9 giờ 3 phút mình đón mà. Ô đô là 5.500, 52 cây nè. Giống như xe này hiện tại thì mình nói vấn đề nó rung cái tay lái khi mình chạy nó bị tê á, do cục lù nè, thì sẽ tìm cách khắc phục thôi. Tại vì mình đánh giá nó chưa phải là cái gì nghiêm trọng, vì lẽ đó là mình không khắc phục, cứ để nó chạy đó. Chứ nếu nó nghiêm trọng là mình đã khắc phục rồi, đúng không? Nói chứ là chuyện nhỏ thôi. Một chiếc xe khi mà các bạn sử dụng nó phải có này có kia chứ đâu thế nào nó hoàn hảo được. Đèn không đủ sáng để đi tour thì gắn thêm đèn, động cơ nóng quá nóng thì tìm cách cho nó giải nhiệt tốt hơn. Nhưng mà giờ đối với mình nó nóng như vậy là vẫn bình thường đó. Khi nào mà đèn báo quá nhiệt á, như kỳ rào có một bạn nói Exeter 105 của bạn ấy đi, sau khi thay nước mát xong xuôi bây giờ nó nói quá nhiệt thì cái đó nó là lo, thì phải là đơn hãng kiểm tra rồi thay nước mát hay là sao phải kiểm tra đủ thứ. Nó thì bị cái tăng cao, thiếu thì khắc phục thôi, cũng vậy. Cái dòng xe của Su cũng có lỗi vậy, có biết nào mà không lỗi đâu các bạn. Xe vài trăm triệu còn có lỗi mà, thì sao mà những dòng xe như thế này không có lỗi. Mà những cái video clip mình làm có nhiều bạn không có hiểu ý mình. Mình vừa nói động cơ nóng thôi là đã phân minh phân bua rồi chê trách mình đủ thứ. Cái xe này mình là cái người đầu tiên mình giật nó vấn đề bị nóng, thì đó có bạn nào nói vấn đề mà nóng lúc bê gì, mình là cái người đầu tiên vô phân bua cho nó mà. Mình mua nó sau khi cái vụ mà xây máy dên, mình mua nó sau, tức là mình không có lo vấn đề đó. Cho dù có xây máy dên đi nữa thì đi đó hành thôi chứ có bình thường mà bẹo phải luôn, không bị đỏ là đúng rồi. Đây là cặp mé sông, sông cầu quay à, cầu quay. Cái này ngày xưa gọi là đường Nguyễn Kiểm á, đạp Nguyễn Kiểm. Đây là đường Lý Thường Kiệt nè. Còn bây giờ gặp Nguyễn Kiển đó thì đã bỏ lâu lắm rồi, gặp chiếu phim đó các bạn ngày xưa nha. Còn đây là Lý Thường Kiệt ha, mình sẽ hoành lại. Bây giờ cho dù mình tắt cái mic của động cơ ở dưới, mic ở trên vẫn đủ cho mình nghe được tiếng nó rè đó luôn các bạn, còn nghe không? Đèn đỏ ở đây được phép vẹo phải nha, được phép vẹo đó, chỉ cấm rẽ trái thôi. Đèn xanh luôn rồi. Bây giờ cái chỗ này là một cái con đường để cho mình đi rất là vui, còn thấy không, học sinh nè đang đi đó, đọc xong cầu quay nè. Còn khúc này á, là ánh quang Plaza, lúc trước nó là gặp chiếc phim Hai Bà Trưng, đúng rồi, là chiếc phim Hai Bà Trưng đó. Cái này qua đây là đường Lê Lợi rồi, cái cua này là cái cua Thần Thánh nè. Hồi đó lúc mà mình còn trẻ, khuya rồi mình ngồi phía bên kia đường,
hồi ăn cháo thì có một anh chạy 67, anh ôm cái cua nãy đó các bạn, ôm cái cua mà từ qua cầu quay quẹo qua đường này nè, anh ôm mà anh mé mé cái đường lộ đó, cái lạnh chạy hơi nhanh đó, ôm hết á, vừa ôm mà vừa phải dòm con đường sợ nó va vô con lươn đó, mà chắc xỉn hay gì đó. Rẽ trái ở đây là mình về đường suối Tây Tịnh, đi qua cầu cao. Sóc Trăng có hai cầu huyền thoại, cầu quay và cầu cao. Bây giờ mình sẽ mở tiếng động cơ lại nữa nha. Quạt không quay nha, quạt không quay. Đây là tuyến đường Nguyễn Trung Trực, hay còn gọi là Lộ 1. Tuyến đường này ban ngày đẹp lắm các bạn, hai hàng cây hai bên rất là đẹp. Mình đã có một video chia sẻ vấn đề mà chạy xe bốn tay mà lo đủ thứ, nói chung là quá trời luôn các bạn. Dường như là từ lúc mà có Facebook các bạn không còn xem video của mình nữa, mà chiếu rồi vào hỏi thôi. Mình thấy có những vấn đề mình mới chia sẻ không lâu nhưng các bạn vẫn vào hỏi mình về vấn đề côn, về vấn đề cách chạy xe bốn tay nữa. Các bạn hỏi anh ơi sao mà em chạy nhanh á thì côn số nó mượt mà lắm, mà em chạy chậm á thì nó giật quá. Cho em hỏi là khi mà chạy chậm gì nè, côn với ga anh buông được không, hay là buông côn xong xuôi mới lên ga? Các bạn thấy không, buông côn trước xong mới lên ga là nó chậm rồi, vậy rồi sao mà nó không giật? Tức là bạn vô số á, vô số xong xuôi bạn buông côn xong rồi mới lên ga là nó chậm mấy nhịp luôn rồi, quá chậm rồi. Mình phải côn với ga một lượt. Nãy giờ mình không biết bao nhiêu phút rồi đó. Chỉ sợ không có hành trình nó tắt ngang thôi. Đang quay trở lại về đường Phú Lợi đó các bạn. Có lẽ là mình sẽ khép lại cái video này đây đi ha. Đèn đỏ nữa đó các bạn. Đèn đỏ nữa. Năm mà. 4
về tới nhà. Các bạn đã nghe là tiếng máy nha. Còn mình sẽ kết thúc video ha. Rồi, mình sẽ dừng lại cái video đây nha các bạn. Quạt không có quay. Ok ha. Xin chào các bạn.